Cô giới thiệu là kỳ tới ra Tết cô còn dạy một môn nữa, cô cũng sẽ quay lại. Nếu như bọn em thích thì bọn em có thể học từ đầu môn đấy nữa, là Android. Kỳ tới cô sẽ dạy môn đấy. Giới thiệu trước nhỉ. Đâu rồi nhỉ? Đây đúng không? Đầu tiên ấy, bài này có Java bin hay không Java bin ấy, thì chúng ta cũng nên xây dựng một cái model là sinh viên như thế. Sinh viên này, cái tên đấy là cái sinh viên ở bên kia. Cô thấy là nó có cái thứ nhất là mã phải phải, hai là tên, mã này tên, mã này tên này, giới tính và điểm, giới tính private là giới tính, là giới tính ở đây không muốn để luôn. Cuối cùng điểm. Đấy, cảm thấy vô có con chờ không đối, có chờ đủ đối, có đủ các loại letter and setter này. Đợi cô lưu cái này lại. Đầu tiên là cô làm cái servlet trước. Cô lưu một cái servlet. Đây. Giả sử cô đề nó là đây cô gọi là student. Student servlet. Cô add nó vào cái file web.xml. Giả sử cô chạy cái thằng student thôi, cái url button ấy. Cô để là student thôi. Giả sử khi mà cô chạy nó ấy, ở cái thằng này ấy, thì cô gọi cái file student đi. Respond.sendDirect. Gọi cái danh sách sinh viên ấy. Ở đây nó có list chưa? Có list rồi đúng không? Thì cô sẽ gọi một cái gọi là student.jsp. Bây giờ cô sẽ làm cái form student đấy. Cô new một cái JSP. Cô đặt tên nó là student. Finish này. Ở đây như các em thấy là cô sẽ viết ra cái bảng này. Tất nhiên cái bảng bao giờ các em học section thì nó có cái bảng nó có nhiều cột. Cái bài này bây giờ chúng ta chỉ viết được một cột thôi. Đấy. Thế nên cô để nó là student. Có một cột này. Một cái thằng student thôi. Đấy. Cô sẽ viết vào một cái bảng. Cô muốn nó kẻ đàng hoàng. Nên cô để cái này là một Excel. Và sẽ cô để cái này cho nó 40%. Cho nó cô có một cái thẻ, trong cái thẻ đấy nó có các cái th này. Như ở đây các em thấy là nó có ID này, c này, tên này, giới tính này, tên này, cái này là giới tính này, cái này là điểm này. À, hình như cô đề nó là và cái cô không muốn ghi ra cái gì nhỉ? Ở đây cô muốn ghi ra một cái tình trạng hay sao? Xếp loại này, cái này. Đấy. Cái này là xếp loại, tức là nó là pass hay là fail ấy. À, thế vậy thì nếu mà nó là pass hay là fail ấy, thì cô phải sửa lại cái này. Đây, cái này. Cái này nó không phải là mark nữa. À, nó có mác đấy, nó có mác nhưng mà nó phải có ghét cái tình trạng, mà cái ghét cái tình trạng này cô muốn trả nó về về số được, về sâu cũng được, nhưng để trả về, về fail hay là về true ấy, thì đấy cô để có một cái gọi là get status. Sử cô chỉ đơn giản là nếu như mà cái mark này mà lớn hơn bằng 5
thì cô sẽ return về là pass đi, nó qua còn em thì cô sẽ return về là fail. Có thêm cái status này nữa để chuyển sang bên này, gọi sang bên đây. Cái này cô sẽ lấy được từ từ cái phía servlet đấy, thế nên cô phải để một cái Java. Java ở đây thì lấy được cái student nó chuyển sang đây đấy. Đây thì cô sẽ lấy được cái student này. Mình viết đúng rồi đấy. Student đây. Model để nó add vào này các em. Add model student đi. Ở dưới có để là T đi. Thì request.get attribute. Bên kia cô sẽ có cái student cô truyền sang đây mà. ST khi mà truyền truyền thì nó sẽ trả về một cái object. Nên cô phải add cho nó thành là student. Bên kia tí nữa servlet này, cái chỗ servlet này xử lý ở phần phần gì nhỉ, ở phần đây. Ôi chết rồi, cô nhầm ở đây nó có người form chứ nhỉ. Cái bảng ở dưới không phải có người form, chưa chưa có cái form. Quên chưa có cái form để nhập vào mà. Đã có cái form quái đâu, cái bảng ở phía dưới các form này. Này. Thì cô gọi cái vừa rồi đấy, cái servlet student đấy. Ở kia cô đã chốt để nó là get rồi, thì cái thằng này khi mà submit form buộc phải post, tức là cô sẽ lấy được mà cô sẽ viết viết ở post này. Đấy. Đấy, khi submit form này thì mình sẽ xử lý để lấy được cái chỗ này này, post này. Thế nếu mà như thế này ấy, thì nó phải đẻ ra một cái việc nữa. Và nếu như thằng này chưa có thì sao? Thằng này phải khắc null thì nó mới có được cái student này. Bây giờ cái form ở trên này, cái form để người dùng gõ vào đây, người dùng gõ vào ID này, ID một cái input ai, cô sẽ gõ vào một cái text. Ở đây cô sẽ có một cái name, cái cô để là ID đúng không? Xong rồi br số cái không cần phải đẹp, công c này, công z đi, cô ấn nhầm cái công c này, công v này. Đấy. Đây lại gõ vào tên đúng không em, cái này gõ vào điểm này. Đây là name, đây là điểm, đây gõ vào điểm này. Này là gõ vào giới tính and select, đây là select gender, select giới tính, và cái giới tính này thì phải là readable bằng, đây là g để cho mình. Ông C. Cái này là mail nhá, mail ông về, đây email đông, tức là nó sẽ chọn là nam hay là nữ này, xong chọn điểm này, xong rồi submit này, ông về này, đây là submit này. Value này. Này là submit.
Thế khi mà submit ấy, thì nó sẽ xử lý ở thằng servlet này là post mình sẽ lấy được toàn bộ cái phần bên kia là id role này bằng là request này chấm get parameter này bên kia cô đặt là id mà okay này. Công v ở đây cô lấy được name name thì không cần phải bàn nên cô để name luôn đi đây là name cô lấy được cái tiếp theo là gì các em nhỉ lấy được giới tính đúng không gender đấy gender có phải pass ra không nhỉ không phải pass cái gender nó chỉ có value nữa các em nhé cô lấy cái value nữa đi không nhỉ lấy chưa chưa cái student đây em chưa có cái value cho cái gender này đây. Value này nó sẽ cái này là một đi nam ấy cô để là một đi nữ cô để là không đi tức là mình nhặt được nếu mà là một thì là nam và không thì là nữ đấy. Để cái chỗ này mình lấy được cái gender này đấy. Để mình không thể bạch đấy đây là g bên này cô đặt tên là g này các em đây cho ngắn này đấy, đó là g này. Đấy, cái cuối cùng mà cô lấy được là điểm nhé công p này. Cái điểm này thì cũng cần phải raw cái tí cũng cần phải bạch nó ra thành ấy mà thành gì nhỉ? Thành double đấy cái điểm này cái người dùng nhập điểm ở đây đấy. Đấy thì cô vẫn phải pạt nó ra thành double này cô để nó là raw bây giờ cô sẽ khai thứ nhất là ID này ID này cái thứ hai là mark đấy điểm này cái thứ ba là cái gender đấy thì nó là bool thế thì cái này cũng vẫn để là raw ấy. Cái này cô để cái gender đầu tiên cô sẽ lấy được cái ID sẽ bằng là integer parser này parser cái ID raw ấy parser cái ID raw này cái thứ hai là cô lấy được name thì có rồi các em nhé name có rồi này bây giờ gender này if này nếu như mà cái gender raw ấy raw này và equal thôi cũng được nếu mà nó là một nó equal một thì cái g này cô sẽ bằng là trụ còn l thì chắc chắn là false rồi g sẽ bằng là false thì chắc chắn là lúc đấy là không không rồi đấy. Cô cho thêm cái exception vào nhé tiếp này bây giờ cô pạt cái này ra đấy này cái mark này cái mark bằng là double phạt cái mark raw này bây giờ cô đủ rồi cô sinh cái thằng student có đúng không student bằng new student cho chưa 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 import nó vào à, cô biết sai không? Cô biết sai nó không tự tìm ra đây thằng student cô gọi thế này đi nó có cái ID rồi này, có name rồi nhá các em nhá, có gender rồi, có mark rồi này. Rồi. Bây giờ cô truyền lại. Bây giờ sẽ truyền lại sang bên kia và lệnh gì đối với em? Đó. Đấy. Đó. Set attribute. Bên này cô có lấy nó là ST này. Đây bên này get attribute. Bên này truyền sang bên kia là set attribute. Thế nếu mà muốn bay sang cái trang này này mà muốn truyền dữ liệu thì nó phải set là get nó đi quét đi qua chờ này cái trang bên kia cô đặt tên nó là student
vn.gsp. Forward. Bây giờ cô chạy nhé. À nghĩ cô chưa xử lý nốt bên đây em. Bên này chưa xử lý nốt này. Tức là bây giờ mình get được cái thằng student rồi. Mình sẽ so cho cái thằng student này vào vào cái thẻ thẻ kia kìa. Cái thẻ row. Đây mình cho vào cái thẻ row. Và mình lấy được cái thằng sinh viên này rồi mình cho vào cái thẻ row này. Đấy. Là TR này. Đấy. Nó có các cái TD, các cái ô đấy các em. Đấy. Cái TD ở đây mình sẽ cho vào đây là cái mã cân bằng này, phần phần trăm đóng này. Đấy. Cái mã là cái t chấm get mã này. Đây. Rồi get tên nữa. C này. Mình sẽ lấy tên. Tên này. Đố các em cái tiếp theo là get gì đố các em? Cái này cái cuối cùng là get gì? Em. Cái gì? Get status. Đúng rồi, mình get status chứ không lấy ra điểm, mình lấy cái tình trạng. Còn chỗ này mình định làm gì đố các em? Cho ảnh vào. Ừ, cho ảnh vào. Mà ảnh ấy thì tôi muốn là cho cái nam cái nữ. Đấy, thế vậy thì mình đi tìm xem cái nam cái nữ ở đâu, cái ảnh ở đâu. Đây có sẵn rồi này. Cô công C nhá. Công C này. Cô gọi sang đây cô có cho bọn em có cái ảnh hết rồi đấy. Công V đấy nó chưa có mà. Đây công V này. Đấy, có cái ảnh nam ảnh nữ này. Không có à? Có sao à? Thế xóa đi vậy. Tìm cái ảnh nam ảnh nữ đâu nhé. Thế không thì cô cũng Chắc cô có để ở cho lớp các khác. em. Ừ, thế thì lớp nào có gì thì ấy vậy. Đấy, thử xem bọn này lớp này có không nhé. Có cái ảnh không? Chưa có ảnh à? Chả sao cả, cô có ảnh cho bọn em rồi này. Đây này, ảnh ở đây này. Công C này, ảnh này. Không có thì lấy từ đây. Làm cứ như là cả thế giới rụng rời hết cả rồi. Công về. Đây, ảnh đây em. Đấy, có cái ảnh đấy nhé. Tức là chỗ này là giới tính này. Đúng không em? Đây, giới tính đây. Chỗ này mình sẽ cho vào đây một cái thẻ ảnh. Đây, image này. IMG đấy. Cho một cái thẻ ảnh thì source sheet này, source sheet mình lấy từ cái ảnh này, ví dụ bây giờ chỗ này mình cho nam trước đi đấy. Mình đóng cái thẻ ảnh này đấy, cái chỗ này là con trai này đấy, phải Java nhé, mã đóng Java này, này là con trai đấy, tức là tiếp nếu như t chấm gender đây là con trai đúng không? Đây thì mình cho cái ảnh con trai. Đấy, đây lại có một cái Java. Cái Java này ấy là mình đóng đóng cho cái if ở trên này, cái này bây giờ đến else. Else đi, chỗ này mình để cái ảnh con gái ấy. Thế mình phải đóng cái thẻ này, lại phải mở cái thẻ này. Đây, để chỗ này mình để con gái này, đây mình chuyển bọn gái này. Thế tức là nếu mà con gái thì mình đưa cái ảnh con gái, cái ảnh con gái, email. Nếu như con trai, đúng không? Thì đưa ảnh con trai. Còn nếu mà không phải con trai eo mà thì được ảnh con gái. Nào bây giờ cô hỏi em cô sẽ chạy từ đâu? Đồ của em ấy. Chạy từ Sublet. Chạy từ cái Cô chạy từ Sublet tức là gọi thằng Duget này. Em cô chạy đây nhé. Đây, nó chưa có gì cả em. Đấy. Bây giờ cô sẽ nhập vào ID giả sử là 2. Cô nhập tên là Trịnh Vân Anh đi. Ủa đáng lẽ cô nên để một cái nó chọn đi, không ai lại không chọn đâu các em nhé, trông buồn cười lắm. Đây cô sẽ chọn cái mail rồi đi, cái phim mail rồi, mail đi, đấy cái này cô chọn đi, chọn đây nó chưa chọn cái nào, thường người ta sẽ phải chọn một cái. Đây là một đi, là sự Trịnh Vân Anh đi.
gái này, điểm cô cao ngất lên đi nhỉ, xong đi này. Rồi bây giờ lại đổi chữ khác đi, ba đi, bây giờ đổi chữ khác đi, đổi cái vân này, đổi nó con trai đi, điểm của nó thấp đi, bốn đi này, xong đi này, thì nó fail được chưa em?